Má thiệt tình, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên bắt ra tiệm lấy chai dầu gió. Cảm ơn dì. Thì ra bà chơi tôi sát gián. Coi con gái của bà có thoát khỏi tay của tôi không. Phát hiện bị bà Tím gài bẫy, Thắng quyết lòng trả đũa. Ê, rớt cái vòng rồi. Liên quan gì tới tôi? Cái vòng này anh mua tặng cho em. Người ta thổi cái vòng này tới 5 chỉ lần đó, em có biết không? Trời, 5 chỉ? Và kế hoạch đó dường như không quá khó khăn, khi mà Mỹ Tú vẫn dễ tin vào những lời mật ngọt. Quê nha, chỉ có mình em xứng đáng cho anh cung phụng thôi. Mỹ Tú, anh không thể sống thiếu em được đâu. Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Lưới Trời 21 giờ các buổi tối thứ hai, thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.